Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Nông Cơ Thành Đề Nhà, địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Và hôm nay là ngày 25 tháng 2, em lên đầu máy 10 con nha các bác. Và thường thường tối thứ bảy là em nghỉ ngơi xả stress. Nhưng mà tối nay chả có ông nào mới gì cả, chả có xô chậu gì cả. Cộng thêm lại cái tính thèm tiền nó lên nữa, lại tranh thủ lên cho các bác 10 con máy nha. Với 10 con máy hôm nay thì đến từ những thương hiệu như Maruyama, Echokurit, Mitsubishi, Zenquad, Komatsu. Và đa phần hôm nay công suất từ 23cc cho tới 34cc nha, không có máy nhỏ quá đâu. Và cái nô máy ngày hôm nay thì cũng không có máy rẻ tiền đâu ạ. Đó, giá tiền thì từ 1.400.000 đồng cho tới 2.800.000 đồng. Và 100% hôm nô máy hôm nay ạ, nó là dòng 2 thì nha các bác. Và nhiệm vụ của các bác khi chốt đơn, các bác nhớ cái mã của từng hôm nha. Hôm nay là chữ E. Đó, ngày nào em cũng phát sóng hết ở khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày. Và mã hôm nay còn mã chữ E. Khi các bác thích con Zenquad Komatsu công suất cỡ lớn E10 này chẳng hạn, Zenquad Komatsu G3K. Đó, các bác kết bạn qua hai số điện thoại có Zalo cho một tin nhắn chốt E10 chẳng hạn. Đó, lúc đó em sẽ gửi hình ảnh cho các bác xem một lần nữa. Rồi chắc chắn chốt thì các bác ghi địa chỉ, số điện thoại người nhận, thế là xong. Đó là hình thức như vậy nha, rất đơn giản và không cần phải cọc kẹt gì cả. Rồi chị em sẽ điểm sơ từng con một trước để các bác lựa chọn nha. Hôm nay có một con đến từ thương hiệu Zenquad Komatsu G3K. Ở Mitsubishi ngày nào cũng có hết nhá, ở cái phân khúc 23, 26 đều có hết. Là một con Mitsubishi TL261 trục giật trợ lực lè tai đỏ TU26. Mitsubishi TL231 23 tum rơi. Vâng, Echo một con hàng hệ nha. Echo Credit hàng hệ 2310 đẹp xuất sắc. Echo Credit 260. Vâng, nằm ở cái phân khúc vân tính ổn định cao, tiết kiệm xăng, túi tiền vừa phải, máy đẹp. Đó, các bác có thể chọn ba con đầu tiên này. Maruyama phân khúc 26, 24, 23 cc. Vâng, hôm nay không có 20, 21 đâu ạ. Từ 23 cc trở lên nha các bác. Và cũng như mọi khi sẽ hướng dẫn sử dụng trước khi review từng con một ạ. Sáng hoặc đông ngày không sử dụng nhấn nút bơm xăng. Tùy theo từng cái dòng đen, những cái dòng đen bên tay trái bắt đầu khởi động, thả xuống, nổ rồi nhấc lên. Có một số ít là bên tay trái thôi, còn đa phần là bên tay phải nha. Bên tay phải thì nằm ngược lại, bắt đầu khởi động, nhấc lên, nổ rồi thả xuống. Đó là lúc sáng ra hết xăng hoặc đông ngày không sử dụng thì mình làm đúng thao tác như vậy. Còn khi mà nó nổ như bây giờ này, các bác không cần bơm xăng, không cần ống đen nữa, nhẹ cái nó nổ thôi ạ. E1 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Maruyama. Vâng, với con này thì tình trạng zin nguyên bản 100%. Thì như các bác thấy ạ, Maruyama đa phần là những đời cao. Đó, các bác thích một có những cái dòng máy tính ổn định cao này, đó tiết kiệm xăng, túi tiền vừa phải, các bác có thể lựa chọn những thương hiệu Maruyama này nha. Và đồ thay áo thì chắc chắn rồi. Các bác nếu mà bác nào đã để ý xem nhiều kênh, các bác biết đấy ạ, kênh nào cũng có những cái thương hiệu như Maruyama này thì chắc chắn rồi, đồ đã phải nhiều đồ thay tháo hơn. Vâng, và E1 là một con Maruyama KC23M 23cc lòng 32 ly. Đặc biệt hơn, phiên bản này sử dụng bằng cót trợ lực, cót lớn nha, cót kéo để nổ. Đó là sao ạ? Khi các bác kéo lên thôi, cái cót nó sẽ nổ máy cho mình nha. Rất thích hợp bác nào thích một con máy ạ, không cần phải sức khỏe nhiều quá. Nói chung chị em phụ nữ hay các bác cao tuổi ạ, chỉ kéo nhẹ nó nổ thôi. Sử dụng chế quang rồ, chế ga ngang, chế một kim tung liền, tay ga giữ. Vâng, giá chỉ 1.400.000 đồng E2 ngày hôm nay nha. Đối với những con này này, các bác để ý chiều công tác trước này, lên là bật xuống là tắt. Đó, trợ lực thì những cái con mà trợ lực em bảo là cót kéo đấy ạ, thì các bác cần nhẹ nhàng như này, kéo nhẹ lên. Đó, cái cót lúc mình thả tay ra ấy, cái cót tự nó nhả ra là nó giật tại cho mình nhá. Vâng, E1 1.400.000 đồng. E2 cũng 1.400.000 đồng nhưng mà công suất lại nhỉnh hơn E1 một chút xíu nha. Giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu MB2460. 24cc lòng 33 ly nha. Với bác nào thích một con máy nhỏ gọn nhẹ nhàng, phân khúc 24cc lòng 33 ly, đây là sự lựa chọn tốt nhất cho các bác nha. Rất nhẹ nhàng. Đó, các bác có thể so sánh con 23 này, đó nó sẽ nhỉnh hơn một con 24 một chút cơ. Đấy, con này thiết kế là cho những bác cao tuổi, chị em phụ nữ thích một con máy nhẹ nhàng cực kỳ luôn đấy ạ. Thì
các bác chọn. Đây là sự lựa chọn tốt nhất cho các bác đây ạ. Vâng, với phiên bản này cũng có chụp giật trợ lực nó rất nhiều kiểu, trợ lực con này là bằng nò xo nha, giật cũng rất nhẹ nha. Đặc biệt hơn phiên bản MB này, nó hay thiết kế chế qua một rồ chế ga ngang hai kim chỉnh nha. Với những cái thương hiệu mà chế hai kim này, cái tua của nó sẽ nhanh hơn những cái chế một kim một chút xíu nha. Hai kim chỉnh cực kỳ đẹp luôn ạ. Rin nguyên bản 100% cho các bác. Tôm liền. Đang sử dụng bộ tay ghi đồng 1 ga đây, công tác đây. Với bác nào không thích ghi đồng này, các bác có thể đổi sang ghi đồng này nhá. Giá tiền vẫn vậy. Đầu bò chắn cỏ điên cho các bác. Cũng chỉ có 1.400.000 đồng. E2 ngày hôm nay Maruyama 24cc lòng 33 ly ạ. E1, E2 đều có giá 1.400.000 đồng ạ. Vâng, khi các bác nào chốt chậm chốt hụt những cái thương hiệu như thế này thì các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Thường em phát sóng vào khung giờ 7 cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày. Nói chung là hầu như ngày nào cũng cứ bắt đầu gần 6 giờ kém là thợ bắt đầu nghỉ, bắt đầu em quay video. Nó lên sớm nó muộn tầm khoảng 10, 15, 20 phút đấy ạ. Nó do mạng nữa nha các bác. Đó, nhiều khi nó lên muộn đấy ạ. Hôm đấy nó mạng yếu. Tại vì tải một cái video đa phần nó mất tầm 2 đến 30 phút cơ. Hôm nào mạng yếu nó rơi đến 40 phút thì nó mới lên video được. Nên là nhiều khi nó lên muộn hơn một chút. Không phải là em quay muộn đâu. Mà nó do mạng nha các bác. Nên là em cho cái khung giờ 7 cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày. Vâng, E3 thì cũng cùng cái thương hiệu như E1, E2 nha, nhưng mà công suất nó nhỉnh hơn một chút. Giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Maruyama KC26M, 26cc lòng 34 ly. Vâng, phiên bản này cũng có cót trợ lực nha, bằng cót lớn, cót kéo đấy ạ. Nó y như con E1 đấy ạ, cái cót sử dụng y như con E1 đấy. Chế qua một đồ chế ga ngang, một kim chỉnh, tung liền, tay gà giữ, đầu bò chắn cỏ liền cho các bác. Vâng, chỉ có 1.600.000 đồng. Các bác sở hữu một con đến từ thương hiệu Maruyama đời cao 26cc lòng 34 ly ạ. Kéo nhẹ hơn. Vâng, E3 1.600.000 đồng. Vâng, E4, E5 là hai con đến từ thương hiệu Echocurit. Vâng, con E4 là dòng phát 26cc lòng 34 ly. Dòng này phát chuyên nghiệp nha các bác. Vâng, giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Echocurit 260 26cc lòng 34 ly. Với phiên bản này đồ thay tháo cũng rất sẵn nha. Đặc biệt hơn phiên bản này cũng có trục giật trợ lực bằng cót lớn. Nhưng mà cót lớn của trục giật trợ lực của Echo này nó khác với lại những con số E1, E2 một chút. Nó tuy là cót lớn nhưng mà nó là cót đẩy nhá. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là các bác giật lên cái cót lớn đấy nó đẩy phụ mình, nó cũng rất nhẹ nhàng. Nó có nhiều kiểu trợ lực lắm ạ. Với phiên bản này đang sử dụng chứa bơm xăng tự động, chế bơm xăng tự động, vú bơm lớn nhá, chế ga đứng, chế quả ga. Với những cái chế quả ga này, vú bơm lớn này nó ổn định hơn nhiều so với vú bơm nhỏ nhá. Đó nên là thợ review hay nói là vú bơm lớn hay vú bơm nhỏ. Có thể đang sử dụng bố tum liền, tum nhôm. Vâng, cực kỳ chắc chắn. Tại gà giữ công tác luôn trên tay. Đầu bò chắn cỏ riêng cho các bác. Và với thương hiệu này, hôm nay chỉ có giá 1.600.000 đồng. E4. Vâng, với bác nào mà cái túi tiền mà tầm khoảng 1.500.000, 1.600.000 mà muốn con công suất 26cc lòng 34 ly sử dụng ổn định, phát chuyên nghiệp, đây là sự lựa chọn tốt nhất cho các bác nha. Vâng, E4 1.600.000 đồng. Vâng, E4 1.600.000 đồng. Vâng, với con E5 này, tuy nó ở cái phân khúc 23cc lòng 32 ly thôi, cũng đến từ thương hiệu Echocurit, nhưng mà nó cũng có giá 1.600.000 đồng nha. Tại vì nó là phiên bản như dân thợ đúng không ạ? Đây là gọi những con hàng hệ, đây cũng là hệ, đây hệ. Nhưng mà con này ở đời nó cao hơn một chút. Với phiên bản này cũng có trục giật trợ lực bằng nò xo nha. Đặc biệt hơn, phiên bản này thiết kế chế qua một rồ chế ga ngang hai kim chỉnh. Đó, chế qua một rồ chế ga ngang hai kim chỉnh, nó y những cái dòng chế như Mitsubishi này. Đó, nó sử dụng chung một công ty chế sản xuất để phục vụ cho tất cả các hãng nha. Tôm liền, tôm nhôm.
Đặc biệt hơn, phiên bản này đang sử dụng tay ga bóp hệ xịn sò, bóp rất nhẹ nhàng nha, có mức tăng chỉnh ở cái tay ga này, công tác luôn nhân tay. Đầu bò chắn cỏ riên cho các bác. Vâng, 1.600.000 đồng E5 ngày hôm nay, Echocurit 2310 23cc, lòng 32 ly ạ. Bước sang tới con E6 ngày hôm nay là một con đến thương hiệu Mitsubishi TL23. Vâng, với những cái thương hiệu này cũng rất nhiều bác đặt mua bên Nông Cơ Thành Định. Mitsubishi TL23 23cc lòng 31 ly với phiên bản chế Guamaro, chế ga ngang, hai kim chỉnh tum rời tum nhôm. Đó, với phiên bản này thì cũng riêng nguyên bản hết cho các bác, bình xăng lớn thay mới thôi. Đang sử dụng bộ tay ga giữ. Vâng, và với thương hiệu này em sẽ bán giá 1.750.000 đồng nha. Vâng, 1.750.000 đồng cho con số E6 TL23 23cc lòng 31 ly. E6 1.750.000 đồng, giá đã bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác. Vâng, sang tới cái E7 ạ, thì nó nhỉnh hơn E6 một chút xíu thôi. Mitsubishi TL231. Vâng, con này cũng có trợ lực, nhưng mà trợ lực không phải là bằng ở cái cót giật này nha. Nó trợ lực bằng ở cái van xả, cái đầu nòng này này. Đó, khi các bác muốn giật nổ nó giật nhẹ ai ạ, các bạn ấn cái này lên. Đó, khi nó đủ hơi, đủ nổ ấy ạ, tự khắc nó bật lại hết nha. Nó gần như là tự động hết. Cũng chế qua Guamaro, chế ga ngang, le đỏ tự động, tum liên, tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ riêng cho các bác. Vẫn cũng chỉ có giá 1.700.000 đồng E7. Và đây cũng là một trong những thương hiệu đặt mua như gần như là nhiều nhất bên Nông Cơ Thành Định nha. Vâng, E7 1.700.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL231 ạ. Bước sang tới E8 vẫn là Mitsubishi, Mitsubishi đời TU nha. TU 26 26cc, lòng của nó là 33 ly. Với những con TU này, cái bộ phận lòng bạc bê tông y như con 26 hoặc là 261 này nha. Nó sử dụng chung bộ phận lòng bạc bê tông và đồ thay thác của nó rất sẵn nha các bác. Và với phiên bản này thì đang sử dụng bộ trục giật trợ lực bằng lò xo nha, giật rất nhẹ nhàng. Đó, như em nói rất nhiều kiểu trục giật trợ lực, chế Guamaro, chế ga ngang, chế một kim chỉnh và lốc máy. Những cái dòng thương hiệu nó có hai phiên bản nha, phiên bản xuất khẩu thì đa phần những thương hiệu của nó nó sẽ ghi cái tên thương hiệu của nó như là Mitsubishi và logo nhà sản xuất. Còn cái phiên bản trong nước, sản xuất trong nước ấy, không xuất khẩu ấy, TU này có phiên bản áo nhỏ ấy, lâu em có hay bán đấy ạ, giá thành nó rẻ hơn một chút và nó không dập nốc máy. Còn thương hiệu này dập nốc máy nha. Đây là áo lớn này, cái áo nhỏ thì nó có một nửa ấy thôi. Và con này đang sử dụng bố tum rời tum nhôm, tay ghi đông một. Đó, các bác có thể ga đây, công tắc đây. Vâng, với thương hiệu này đẹp như thế vậy, chỉ có giá 2.050.000 đồng E8 nha. 2.050.000 đồng E8 Mitsubishi TU 26 26cc lòng 33 ly ạ. Vâng, sang tới con E9, giới thiệu cho bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL261 với phiên bản trục giật trợ lực, chế le tay đỏ, chế hai kim, là một trong những thương hiệu được săn đón nhiều nhất tại Nông Cơ Thành Định. Đó, đẹp xuất sắc, sử dụng bố tum rời tum nhôm, bố côn 260,
tay gà giữ, đầu bò chắn cỏ lên hết cho các bác. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá 2.600.000 đồng nha. Vâng, với những con mà 2.600.000 đồng cho một con phân khúc 26cc lòng 33 ly, đây là một trong những con thương hiệu nhất và đắt tiền nhất nha các bác. Tình trạng con này thì rin nguyên bản hết cho các bác, có mỗi bình xăng lớn là thay mới thôi, còn rin nguyên bản hết cho các bác nha. Vâng, E9 2.600.000 đồng. Trợ lực bằng lò xo nha các bác. 2.600.000 đồng E9. Vâng, con cuối cùng ngày hôm nay, con số E10, một con máy lớn nha, một con trâu bò, phát trâu bò đấy ạ. Vâng, giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Genwatt Komatsu. Nó có tên riêng là G3K nha. Vâng, con này thì đang sở hữu cái nòng bạc bít tông của nó là 36 ly và công suất của nó là 34cc nha. 36 ly 34cc. Vâng, đa phần ấy, để mà có nào dân thợ ấy biết ngay. Thường thường những cái giờ G3K ấy, nó sẽ bơm xăng ở dưới này. Nó vừa bấm vừa xả, vừa bấm vừa xả. Cái chế của nó sử dụng hơi khó sử dụng. Buổi sáng là nó hơi thiết kế nó hơi khó sử dụng và hơi khó đổ. Và đa phần anh em thợ chúng em ấy là sẽ lên một bộ chế hòa khí nhá. Vâng, với bộ chế hòa khí ấy, nó tùy theo từng bộ chế. Đa phần các kênh khác ấy, người ta thay chế mới và cho các bác. Và đây em vẫn thay chế rin nha, chế rin, chế guamaro, chế ga ngang, một kim chỉnh xịn sò cho các bác. Tình trạng rin nguyên bản 100% cho các bác nha. Vâng, đặc biệt hơn những con máy lớn đã sử dụng bố tum lớn nha, bố côn 330, tum lớn, côn lớn, tay ga giữ. Cái bộ cùm của nó thì các bác thể thấy ạ, cực kỳ chắc chắn nha. Và đặc biệt hơn cái bộ cùm này, nó thiết kế cái nhúng ở trong cái cùm này nha, nó có độ rung đưa này. Cái này là cái chống rung nha các bác. Vâng, đầu trâu chứ không phải đầu bò ạ, cực kỳ to, chắn đá rin BC34. Vâng, và với thương hiệu này sẽ bán giá 2.800.000 đồng cho con số E10 ngày hôm nay. Genwatt Komatsu G3K 3 lòng 36 này, 34cc nha. Nhẹ nhàng cho các bác nghe tiếng hơi này. Đó, các bác thấy nghe tiếng hơi đấy ạ, cực kỳ chắc nha. Vâng, con này đang sử dụng ống cần 26 nha, tì 7 khía, ống cần thông dụng. Và đồ thay tháo con này rất sẵn nha, cái gì nó có đồ mới thay tháo hết nha các bác. Vâng, E10 2.800.000 đồng. Vâng, em vừa báo giá cho bà con lô máy 10 con. Em sẽ nhắc lại giá em báo trên từng mặt hàng, từng cái máy là đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Bác nào chưa thích con nào lúc này, chưa chọn được hoặc là chốt chậm, chốt hụt hoặc là chưa tới thời gian mua, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Thường em phát sóng vào khung giờ 7 cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày. Hoặc là các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039136 hoặc 0973164668 để tư vấn vặt hàng nha các bác. Vâng, em kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.